Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh họp với các thành viên để xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Cuộc họp đã xem xét và cho ý kiến về các dự thảo, tờ trình gồm phê duyệt phát triển kinh tế trang trại tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, báo cáo kết quả triển khai thực hiện nghị quyết số 27 của Chính phủ, ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 56 ngày 5 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển ngành cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045. Quyết định quy định đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh. Quyết định ban hành, quy định lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cơ quan trên địa bàn tỉnh. Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Phê duyệt đề án xúc tiến thương mại xuất khẩu nhãn và các sản phẩm chế biến từ nhãn sang thị trường Nhật Bản giai đoạn 2021-2025. Sau khi nghe các thành viên thảo luận, phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã cơ bản thống nhất với các nội dung tờ trình, đồng thời đề nghị các cơ quan soạn thảo văn bản nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị để bổ sung, hoàn thiện các tờ trình, báo cáo sát thực tế, phù hợp với điều kiện của tỉnh, bảo đảm tính khả thi để tổ chức ban hành thực hiện. Theo đó, đối với tờ trình phê duyệt phát triển kinh tế trang trại tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường xác định rõ thế nào là trang trại gia trại để triển khai cho hợp lý. Đồng thời, có biện pháp tiếp tục hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm trang trại gia trại, mã số, mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ nông dân tham gia các chương trình xúc tiến thương mại. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Công Thương tạo điều kiện giúp các tổ chức cá nhân có hoạt động khai thác kinh doanh, vận chuyển, truyền tải, sử dụng xăng dầu và các sản phẩm liên quan đến xăng dầu, thực hiện lập kế hoạch ứng phó với sự cố tràn dầu. Trong quá trình xây dựng dự thảo quyết định, Sở Công Thương phải luôn đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của văn bản, phù hợp với tinh thần thực tiễn trên địa bàn tỉnh, luôn tuân thủ đúng thẩm quyền, đảm bảo công khai, dân chủ.